Đã bao giờ bạn cảm thấy hẹn hò trở nên quá nhạt nhẽo và nhàm chán? Đã bao giờ bạn cảm nắng một ai đó trên Spider Room, dù bạn chẳng biết người đó mặt mũi vuông tròn méo thế nào? Rồi bạn chợt nhận ra rằng, chỉ những người thông minh và hiểu biết mới khiến cho con tim bạn lạc nhịp. Vậy có lẽ bạn là một sapiosexual. Nhưng chuyện không đơn giản chỉ có bấy nhiêu. Và để bắt đầu đi sâu hơn vào cái đề tài vô cùng thú vị và cũng khá gây tranh cãi này, thì trước hết mình sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện. Câu chuyện đưa mình đến với sapiosexual. Hồi năm mình mới 22 tuổi, khi đang là sinh viên năm cuối của trường nhân văn, trong lớp mình có một cô rất là xinh, nổi trội hẳn luôn. Và bằng đường lối chính sách đúng đắn của đảng ta, của mình, thì mình đã lấy được số điện thoại, tán tỉnh và hẹn được cô ấy đi chơi. Buổi hẹn đầu tiên, mình chở cô ấy ra cầu Ánh Sao ở quận 7. Tuy xến xẩm tí, nhưng đúng là cả cái Sài Gòn này chẳng có mấy chỗ để hẹn hò như vậy cả. Trước cuộc hẹn thì mình phải gọi là sướng như lên mây luôn, bởi vì mình chả đẹp mã là mấy mà lại hẹn hò được gái xinh. Nhưng mà tiếc thay, cuộc hẹn đã trở nên rất đáng thất vọng. Em có thích đọc sách không? Không anh, cái gì mà nhiều chữ một xíu là em nhìn vô mắc mệt rồi. Lúc này mình đã thấy hơi tụt cảm xúc một tí rồi, bởi vì mấy người yêu cũ của mình ai cũng đều thích đọc sách cả. Vậy ước mơ sau này của em là gì? Dạ thì học xong, ra trường, kiếm việc nào ấy để làm thôi. Chính xác là việc gì ha? Dạ, chắc là việc văn phòng. Mà thực ra thì cưới chồng xong thì chắc em ở nhà thôi. Lúc rảnh thì em làm gì? Dạ em coi phim Hàn Quốc này, nghe nhạc này, chat chít thôi anh. Em có thích đi phượt không? Thôi mệt lắm. Cô nói chuyện cứ như phỏng vấn một chiều vậy, chả đâu với đâu cả. Và cô ấy cũng chẳng biết phải phát triển câu trả lời như thế nào, hay có ý tứ một xíu là hỏi ngược lại mình. Cứ như cô ấy chưa bao giờ phải cố gắng đóng góp cho một mối quan hệ nào vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình hẹn hò với gái xinh mà hoàn toàn không có tí cảm xúc nào. Cô ấy không hề đọc sách mà chỉ đọc tin tức. Cô ấy chỉ biết có ca sĩ này, diễn viên nọ. Vốn mình cũng chả biết gì về họ cả. Vốn sở thích của hai đứa hoàn toàn không hợp nhau. Tất nhiên mình cũng có ý tứ là để hỏi lại và lắng nghe chuyện đời của cô ấy. Nhưng nhìn chung thì mình cũng đã biết được kết quả là như thế nào rồi. Và cũng thật bất ngờ là hôm sau cô ấy lại nhắn tin rủ mình đi chơi tiếp. Lúc đó thì con tim mình cũng có lòng tự trọng, không thể sống sai với cảm xúc của nó được. Thế là mình đã từ chối và thôi, hai đứa không hợp nhau. Và cô ấy chặn điện thoại mình luôn. Mình sẽ không bảo là cô gái ấy sống hời hợt, mà chỉ đơn giản là tụi mình không có hợp nhau. Bởi vì ngay cả người con gái ngay sau đấy, người mà mình thương nhất từ trước tới nay, cũng thuộc kiểu không thích cái gì nhiều chữ. Sau buổi hẹn hò thất bại ấy, mình đã tìm hiểu về cảm giác của một thằng đàn ông khi quen một cô gái không hề thích đọc sách trên Google, và phát hiện ra một ngữ rất là hay, đó là sapiosexual. Vậy sapiosexual là gì? Sapiosexual là một từ ghép bắt nguồn từ tiếng Latin là sapien, nghĩa là wise, tức là người thông minh và có trí tuệ. Còn từ sexualis thuộc về tính dục. Vậy bạn cũng đoán ra nghĩa của từ này rồi đó. Sapiosexual, tức là trí tuệ, tâm hồn của một người, sẽ là yếu tố thu hút bạn nhất. Nói nôm na thì là tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy á. Nghe hấp dẫn và có vẻ sâu sắc nhỉ. Đặc biệt là trong cộng đồng thích đọc và tư duy như Spider Room của chúng ta. Định nghĩa sapiosexual lần đầu xuất hiện vào năm 1999, nhưng phải đến năm 2014 mới được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, và hiện đang trở thành một trào lưu hẹn hò trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam ta. Về nguyên nhân hình thành trào lưu sapiosexual thì cũng dễ đoán thôi. Trong thời đại khi mà sự thịnh vượng đang đạt đến mức cực đỉnh trong lịch sử loài người như bây giờ, thì con người đã quá nhàm chán với những cái tiêu chuẩn cũ kỹ về cái đẹp, vốn thường xuyên chỉ liên quan tới ví tiền anh bao nhiêu, anh quên ai, hay người con gái phải xinh, làm cái máy đẻ, chăm con rồi ô xin cho chồng. Chúng ta luôn luôn đi tìm cái mới, giá trị mới, và sapiosexual do vậy trở thành một trào lưu mới. Có vẻ rất phù hợp với thời đại tri thức như ngày nay, và thậm chí còn nhiều người coi đây như một thứ trang sức để tôn giá trị của bản thân mình lên. Nhưng
Cũng chính bởi vì nhiều người coi nó là một đồ trang sức, thứ vốn chỉ để tô điểm bên ngoài, thế nên họ dễ bị ảo tưởng, hiểu sai về nó. Và bài viết lần này cũng nhằm mục đích đánh giá một cách toàn diện nhất trong khả năng của mình về trào lưu này. Trải nghiệm thực tế của mình với những người tự nhận là sapiosexual. Có một thời gian, mình từng lướt Tinder để thử hẹn hò. Và mình cũng để hashtag là sapiosexual trong phần mô tả bản thân. Cái mục đích của hashtag này đơn giản chỉ để match với những đối tượng có hiểu biết về trào lưu thế giới. Và cũng để tiết kiệm thời gian hơn. Bởi bất cứ ai chơi Tinder đều sẽ có trải nghiệm khá nhàm chán với những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Với việc rút ngắn hóa đối tượng qua bio của mình thì bạn sẽ dễ dàng match với những người có chung sở thích và lối suy nghĩ giống bạn hơn. Vậy sau khi mình match với vài cô sapiosexual thì có gì thú vị xảy ra không? Cũng không nhiều lắm. Sapiosexual là khi bạn cảm thấy trí óc, sự thông minh của một người là yếu tố gợi cảm nhất. Nhưng mà để thực sự cảm thấy thích tâm hồn của một người là rất khó và cần rất nhiều thời gian. Trong khi Tinder lại là một chốn kiểu đánh nhanh, thắng nhanh, bất kỳ sai lầm nào cũng dễ khiến bạn bị unmatch ngay lập tức, giống như blog ở trên Facebook vậy đó. Thậm chí trong thời đại của sự hời hợt, cả thèm chóng chán lên ngôi, kết hợp với môi trường Tinder nữa, thì thật sự, để trở thành một sapiosexual là một điều cực kỳ khó khăn. Những cô gái sapiosexual mà mình match đều kiểu như thích đọc sách, suy ngẫm và có xu hướng coi bản thân khác biệt với đám đông, cảm thấy chán ghét với thế giới bề ngoài vật chất. Nhưng bản thân mình đây, dù tự ghi hashtag là sapiosexual, thì mình cũng phải tự thừa nhận là mình rất là tham lam. Mình muốn gái phải xinh, phải sâu sắc, phải biết share tình phí và thú vị nữa kìa. Và cũng chính vì mình quá tham lam, cho nên dù mấy cô sapiosexual đó đều khá là xinh, nhưng cuối cùng sau vài cuộc trò chuyện thăm dò đều không đạt được yêu cầu của mình, được này thì thiếu nọ và dẫn đến kết cục chỉ làm bạn. Nhưng dù sao thì match với những cô sapiosexual cũng khá thích. Tuy là tụi mình không có hợp để yêu nhau, nhưng những cuộc nói chuyện đó đa phần rất vui và sâu sắc. Quãng thời gian tiếp xúc với những sapiosexual này cũng chính là lúc mà mình được nghe rất nhiều việc thật, người thật. Bởi vì khi thực sự cởi mở và biết lắng nghe, người ta sẽ sẵn sàng kể cho bạn nghe những câu chuyện mà họ gần như chôn sâu trong tim, không dám kể cho ai hết. Có bạn kể chuyện bị anh họ hiếp dâm hồi nhỏ, nhưng gia đình họ hàng bao che cho cậu kia. Hay là có chị kia, chồng chưa cưới, mối tình 8 năm mới bị mất vì tai nạn, còn ngôi nhà của chị đang ở thì sắp bị ngân hàng phát mãi. Chị Như đang ở vực thẳm của cuộc đời, và còn rất nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn đầy màu sắc nữa. Khi nghe hết những câu chuyện và cảm xúc đó thì mình cảm thấy cuộc đời mình rộng rãi hơn rất là nhiều. Cho nên mình rất khuyên các bạn, nếu có chơi Tinder thì nên cài thêm hashtag sapiosexual để gặp những con người hết sức thú vị và cá tính nhé. Vậy thì dấu hiệu nào cho thấy bạn là một sapiosexual? Sách. Đúng vậy. Bạn biết rõ hẹn hò với những người con gái mà chỉ biết up ảnh, chu mỏ selfie, đi du lịch, cả đời không đọc một cuốn sách, hay những cậu trai cả đời không đọc sách, chỉ up ảnh ăn nhậu, xe hơi mô tô, một ngày up status 80 lần trên Facebook và share mấy cái clip lộ hàng đến ghen. Nó chán đi cái cỡ nào. Và đọc sách thì chưa chắc là dấu hiệu của một người tâm hồn thú vị, nhưng nó lại là một cái dấu hiệu cần thiết để bạn có thêm rất nhiều đề tài để nói chuyện. Vẫn biết là có khá nhiều người không đọc sách, nhưng vẫn thú vị, sâu sắc, nhưng mà hiếm lắm, nên là sẽ không bàn tới nhá. Đức tính ham hiểu biết, thích đọc sách, không cần đọc nhiều, thường sẽ khiến sự thú vị của một người kéo dài và đầy màu sắc. Khả năng lắng nghe. Rất nhiều người tự nhận là sapiosexual, nhưng khi nói chuyện mang tính học thuật, tri thức một tí là gân cổ cãi. Có cô bé kia đọc vài cuốn sách tâm lý self-help mà mình không biết là cuốn nào, cứ mãi chứng minh mình là một người hướng nội chỉ vì mình bảo là hiện tại mình không thích giao du nhậu nhẹt. Rồi ra giả theo chứng minh các nhà khoa học. Rồi khi mình bảo khoan đã, để anh nói rõ hơn một xíu, bởi bản chất mình từ nhỏ thích giao du và đi chơi rất là nhiều, thì lại cướp lời và bảo em biết là anh sẽ không đồng ý đâu, bởi vì nghe những điều trái ý là lượng serotonin của mỗi người sẽ
Nói chung là, đấy, lượng thời gian cầm bóng của bạn ấy chiếm 80% của cuộc nói chuyện luôn. Nếu bạn là một người ham hiểu biết, bạn sẽ hiểu rằng lắng nghe quan trọng hơn là nói. Ngay cả khi bạn thừa hiểu những gì đương sự đang nói, thì sự lắng nghe còn là một đức tính tốt đẹp, đáng để theo đuổi và khiến cho đời bạn may mắn hơn bao giờ hết. Về sự cởi mở, có cô bé kia, tụi mình nói chuyện khá hợp. Mình thử hỏi xem là cô ấy có thích nói chuyện về tất cả mọi đề tài hay không. Thì cô ấy bảo ok. Thì mình hỏi quan niệm của cô ấy về tình dục. Thế là cô ấy phán xanh giờ một câu là không thích nói chuyện đó. Xin lưu ý rằng là mình rất có ý thức về vấn đề tế nhị này và tránh thô lỗ hết sức có thể. Thật ra nếu là một sapiosexual thì bạn nên cảm thấy phấn khích với những tri thức mới mẻ. Do vậy, chuyện sợ và ngại và chủ đề là một điểm trừ rất là lớn. Nó chứng minh rằng trí tuệ của bạn vẫn còn sợ hãi những tri thức nằm ngoài vùng an toàn của bạn. Một cô gái, chàng trai cởi mở và không sợ hãi tri thức sẽ có độ hấp dẫn rất lớn với một sapiosexual. Cởi mở còn là sự thể hiện sự chân thành của bạn. Để khi yêu nhau, chúng ta yêu con người thật sự của nhau, chứ không phải là ảo tưởng với nhau. Bởi qua thời gian, trước sau gì, những ảo tưởng đó cũng sẽ đổ vỡ và lộ rõ bản chất. Vậy hà cớ gì mà ta lại không cởi mở sớm cho biết nhau hơn? Kiến thức của một người mới là thứ khiến bạn cảm thấy hâm mộ, kích thích hơn bất kỳ thứ nào khác. Cái này thì khó đong đếm chính xác ấy. Nhưng nếu bạn hâm mộ Husky Wanna Fly, Please, Samurai hay là Chu Hầm thì chắc hẳn bạn là một sapiosexual rồi đó. Vậy thì một đoạn hội thoại sapiosexual điển hình thì sẽ như thế nào? Chắc hẳn bạn cũng sẽ thắc mắc về điều này đúng không? Một đoạn hội thoại siêu trí tuệ sẽ như thế nào nhỉ? Thì đây là một trải nghiệm thực tế của mình. Em nghĩ như thế nào về câu này của thầy Thích Nhất Hạnh? Yêu là khiến cho người mình yêu cảm thấy tự do nhất có thể. Em hoàn toàn đồng ý. Thật á? Tất nhiên không phải là kiểu tự do quan hệ bậy bạ gì đâu nha. Kiểu đó là buông thả rồi. Tự do đối với em là sự tôn trọng và khiến cho người mình yêu được cảm thấy là chính họ. Nhưng mà em biết đấy, được là chính mình, nếu chính mình xấu xa thì sao? Thì cả hai sẽ thẳng thắn góp ý rồi cùng nhau giúp người kia tiến bộ tốt hơn chứ sao? Tuyệt đấy, anh cũng muốn quen ai đó khiến anh tốt hơn như vậy. Còn nếu mà bạn muốn nghe nhiều hơn những đoạn hội thoại chất lử của sapiosexual, hãy coi bộ phim kinh điển dưới đây, một trong những bộ phim tình cảm hay nhất mà mình từng xem. Chốt lại định nghĩa của sapiosexual, qua những trải nghiệm thực tế, phân tích của mình đã nói ở trên, bạn chắc hẳn cũng thấy là sapiosexual thực ra cũng không có gì mới mẻ cả. Bởi nó cũng chỉ là đề cao sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai con người, thứ vốn từ lâu đã là yếu tố quan trọng trong việc ta cảm thấy hấp dẫn nhau hay không. Thế nhưng, sapiosexual chính là một chỉ dấu cần thiết để bạn có thể nghĩ đến một người, có thể có những cuộc trò chuyện thú vị trên nhiều đề tài khác nhau. Nó không có khái niệm rõ ràng, nhưng sự tồn tại của nó là cần thiết và có lý do cả. Mình đã yêu một cô gái không đọc sách như thế nào? Sau thất bại với cô gái đã kể ở đầu bài, có thêm hiểu biết về sapiosexual, thì mình đã quen một cô gái còn xinh hơn cô kia nữa. Và cô nói chuyện bữa đầu hẹn hò của mình như thế này nha. Em có thích đọc sách không? Không anh, em bận thích nhiều thứ khác rồi. Ví dụ như ABC, DEF, XYZ. Và XYZ là chăm nuôi 11 con mèo bị bỏ rơi ngoài đường. Wow, theo em một ngày hoàn hảo thì sẽ là như thế nào? Nghe rất vui luôn, đúng phong cách mình thích. Kiểu tự do tự tại làm việc mình thích ấy. Còn anh thì sao? Và mình vẫn còn thương cô gái ấy cho đến ngày hôm nay. Dù không có thói quen đọc sách, nhưng sau khi nghe mình thuyết phục về lợi ích của đọc sách, cô ấy liền đi mua tù tìm mấy cuốn luôn. Như bạn có thể thấy, một cô gái hay ho sẽ biết rõ mình muốn gì và sống đúng với tiêu chuẩn của bản thân. Một cô gái tinh tế sẽ biết làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn và có để ý đến đối phương hơn. Một cô gái biết tự lo cho bản thân sẽ không khiến bạn bị nghẹt thở trong vòng kìm kẹp mang tên tình yêu. Và như vậy thì có liên quan gì tới sách, tri thức với sapiosexual đâu ta? Vẫn còn những phần thú vị khác nữa đấy. Các bạn đừng quên lên spiderum.com để đọc nốt nhé. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.